Trong suốt gần 30 năm làm nghề, Châu Tinh Trì không chỉ tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc trong nền điện ảnh Hồng Kông cùng một dòng hài kịch đặc trưng mang tên mình, mà ông còn lăng xê cho không biết bao nhiêu thế hệ diễn viên. Qua bàn tay của Tinh gia, không chỉ các tình nữ lang tài sắc, mà những diễn viên kém sắc, thậm chí bị đánh giá là không có tố chất điện ảnh, cũng có thể vụt sáng thành sao. Tưởng suốt đời chỉ đóng những vai phụ vô danh, nhưng các diễn viên này đã vụt sáng thành sao, nhờ một phần vía của Châu Tinh Trì. Đến bây giờ, có người còn hoạt động nghệ thuật, người đã rẽ hướng, cũng có kẻ đoạn tuyệt giao tình với Tinh gia, nhưng họ đều không thể phủ nhận công lớn của vua hài Hồng Kông. Ngày hôm nay, hãy cùng Tuti Heo điểm qua danh sách những diễn viên phụ ấn tượng nhất trong phim Châu Tinh Trì ngay trong video sau đây nhé. 1. Cô diễn viên Ngô Mạnh Đạt. Cô diễn viên Ngô Mạnh Đạt là bạn diễn ăn ý và đóng chung nhiều phim nhất của Châu Tinh Trì, luôn xuất hiện với hình ảnh điên khủng chẳng thua kém gì vua phim hài Hồng Kông. Được biết, tuy chỉ đảm nhận vai phụ, song cát xê ông nhận cao hơn nhiều diễn viên chính khác. Ngô Mạnh Đạt song hành cùng Châu Tinh Trì từ màn ảnh nhỏ TVB sang đến màn ảnh rộng. Họ vốn là cộng sự từ khi diễn viên họ Châu mới chỉ đóng những vai quần chúng, cho đến khi tỏa sáng, trở thành vua phim hài Hồng Kông. Hai người họ một già, một trẻ, nhưng đã tạo ra cặp bài trùng đắt giá qua nhiều bộ phim thành công về mặt thương mại như Tây Du Ký, Vua Hải Kịch, Hoàng Tử Bánh Trứng, Vua Phá Hoại, Đội Bóng Thiếu Lâm. Nhưng tiếc rằng, sau khi đóng Đội Bóng Thiếu Lâm 2001, do nảy sinh mâu thuẫn, nên kể từ Tuyệt Đỉnh Cung Phu 2004, hai người không còn cộng tác chung với nhau nữa. Ngô Mạnh Đạt mất ngày 27 tháng 2 năm 2021. Được biết, những năm cuối đời, ông phải chiến đấu với căn bệnh ung thư gan. 2. Diễn viên La Gia Anh. Những ai yêu thích series Đại Thoại Tây Du thì chắc chắn đều không thể quên hình ảnh Đường Tăng biết hát tiếng Anh cực kỳ hài hước do diễn viên La Gia Anh đảm nhận. Xuất thân từ sân khấu kịch, La Gia Anh có giọng nói cao thất thường, lại hơi mai mái, nên đã tạo điểm nhấn khó quên cho những nhân vật ông thể hiện trong phim Châu Tinh Trì. Bên cạnh nhân vật Đường Tăng phiền phức trong Đại Thoại Tây Du, tên tuổi nam diễn viên năm nay 76 tuổi còn được đông đảo khán giả biết đến khi có mặt trong một số bộ phim khác của Châu Tinh Trì như Quốc Sản 007, Đại Nội Mật Thám, Thực Thần hay Trạng Sư Xảo Quyệt. 3. Diễn viên Lý Kiện Nhân. Là bạn thân thời trung học với Châu Tinh Trì, Lý Kiện Nhân vốn là thủ môn của đội tuyển bóng đá Hồng Kông, nhưng vì quá mê diễn xuất nên đã bỏ theo Châu Tinh Trì đi đóng phim. Từ năm 1992 đến nay, Lý Kiện Nhân tham gia rất nhiều phim của vua phim hài Hồng Kông. Cậu bạn học thời phổ thông của Châu Tinh Trì còn có biệt danh Như Hoa, bởi những nhân vật anh thể hiện hầu hết đều có tạo hình kỳ cục, giả gái và ấn tượng với động tác ngoái mũi. Châu Tinh Trì từng công khai đánh giá cao người bạn này vì Lý Kiện Nhân không sợ xấu, nên tạo hình nào cũng dám thử. 4. Diễn viên Trần Bách Tường. Mặc dù là một MC nổi tiếng, nhưng với khán giả ngoài Hồng Kông thì Trần Bách Tường được biết đến rộng rãi hơn là ngôi sao vai phụ thứ hai sau Ngô Mạnh Đạt trong những tác phẩm điện ảnh của Châu Tinh Trì. Ông từng có tham gia các phim của Tinh gia như hai phần phim Lộc Đình Ký, Tân Tinh Võ Môn, Trạng Nguyên Tô Khất Nhi, Trường Học Uy Long phần 3 và nổi tiếng nhất là vai diễn Trúc Chi Sơn trong bộ phim Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương. Có thể nói Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương là tác phẩm nổi danh nhất trong sự nghiệp Trần Bách Tường. Vai diễn Giang Nam Tứ Đại Tài Tử Trúc Chi Sơn và màn cởi áo vẽ tranh, tất cả đã in sâu trong lòng khán giả, trở thành cảnh phim kinh điển trên màn ảnh. Ngoài ra, nam diễn viên còn được nhớ tới với vai diễn Đa Long trong hai phần của bộ phim Tân Lộc Đình Ký. Cũng như nhiều diễn viên khác, Trần Bách Tường không chịu đựng nổi tính khí của Châu Tinh Trì, nên hơn 10 năm qua ông đã ngừng cộng tác với vua phim hài Hồng Kông. Tác phẩm khiến tình bạn cả hai chấm dứt cũng chính là Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương. Trong phim, có cảnh Trúc Chi Sơn bị Đường Bá Hổ dội cả thau mực vào người, sau đó lăn lộn trên trang giấy để tạo thành bức tranh. Hiện tại, khán giả và giới chuyên môn đều đánh giá đây là cảnh quay kinh điển. Nhưng thực tế, khi quay phim Trần Bách Tường chịu nhiều vất vả, khi đó, cảnh quay yêu cầu diễn một lần phải đạt, tôi phải quay hai lần, mỗi lần bị dội mực, tôi mất 4 tiếng mới có thể tẩy đi để đóng tiếp. Nhưng sau mỗi cảnh quay, Châu Tinh Trì không hề nói chuyện với tôi, Trần Bách Tường chia sẻ. Hiện tại, Trần Bách Tường đã tuyên bố giải nghệ, rời xa giới giải trí, ông hiện đang có cuộc sống ổn định bên vợ, song cả hai không có con. 5. Diễn viên Huỳnh Nhất Phi. Cũng như Ngô Mạnh Đạt, Huỳnh Nhất Phi cũng đi cùng Châu Tinh Trì từ phim truyền hình sang phim điện ảnh. Tuy hầu hết đều là vai nhỏ, nhưng những nhân vật ông đóng trong các phim như Quan Sẩm Lốc Cốc, Vua Phá Hoại, Bách Biến Tinh Quân, Đại Nội Mật Thám, Trạng Sư Xảo Quyệt và Đội Bóng Thiếu Lâm, tất cả đều tạo được ấn tượng với khán giả thông qua hình ảnh người đàn ông thấp lùn, ngờ nghệch và hơi dơ dáy. Trong đó, vai diễn để lại ấn tượng lớn nhất của Hoàng Nhất Phi là nhân vật Đại Sư Huynh trong tác phẩm Đội Bóng Thiếu Lâm. Nhờ vai diễn này, ông đã giành giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Giải thưởng Kim Tử Kinh Hồng Kông.
Ngoài ra, Quỳnh Nhất Phi cũng từng được vinh danh tại giải Kim Tượng. Tuy nhiên, sau khi không còn hợp tác Châu Tinh Trì, tên tuổi của Quỳnh Nhất Phi ngày càng mai một, ông không còn giữ được cái duyên như trước kia trong các vai diễn hài. Năm 2018, bộ phim Giờ Coi do Quỳnh Nhất Phi đóng chính, còn bị coi là thảm họa trên màn ảnh Hoa ngữ. 6. Diễn viên Uyển Quỳnh Đan. Mất 13 năm ròng rã vẫn không thể có được một vai ra hồn trên màn ảnh nhỏ ATV và TVB. Vậy mà sau khi tham gia vai phụ trong các bộ phim của Châu Tinh Trì, Uyển Quỳnh Đan lại nhanh chóng trở thành những diễn viên hài được khán giả yêu thích. Uyển Quỳnh Đan thường xuyên bị Châu Tinh Trì hủy hoại nhan sắc qua những nhân vật kỳ dị, điên khùng, lắm chuyện. Bà luôn xuất hiện với những hình ảnh không bình thường, đôi lúc bị làm quá nhưng lại lấy được nhiều tiếng cười của khán giả. Hình ảnh của nữ nghệ sĩ sinh năm 1963 liên tục xuất hiện trong những tác phẩm của vua phim hài Hồng Kông như các tác phẩm Sầm Sử Quan, Trạm Nguyên Tô Khất Nhi, Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương, Quan Sầm Lốc Cốc, Đại Nội Mật Thám, Thực Thần. Khán giả Việt từng xem phim Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương của Châu Tinh Trì chắc hẳn khó có thể quên nhân vật Thạch Lựu Tỷ do Uyển Quỳnh Đan đảm nhiệm. Hàm răng vẩu, đôi môi tô son đậm và trang phục hoa trương, cô gái xấu xí đã truyền tải xuất thần những lời thoại hài hước của vua hài Hồng Kông. Từ màn ảnh rộng, Uyển Quỳnh Đan đã lội ngược dòng, mang sức hút của mình về màn ảnh nhỏ. Vai diễn đáng chú ý nhất của nữ diễn viên là vai mẹ Na Cha trong bộ phim truyền hình TVB mang tên Đáp Kỳ Chủ Vương. 7. Diễn viên Nguyên Thu. Sau 18 năm bỏ nghề, sau nhiều lần Châu Tinh Trì năn nỉ đến gãy lưỡi, Nguyên Thu đã đồng ý trở lại phim trường và ghi dấu ấn mạnh mẽ với vai bà chủ nhà trọ trong bộ phim Tuyệt Đỉnh Cung Phu 2004. Lần đầu tiên đóng hài nhưng bà đã quậy tưng và gây được ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Đối với người hâm mộ Châu Tinh Trì và bộ phim Tuyệt Đỉnh Cung Phu, chắc hẳn khó ai có thể quên hình ảnh bà chủ khu chuồng heo, bao tô bà, ghê gớm, đầu đầy lô uốn tóc, miệng ngậm thuốc lá và bước đi nghênh ngang. Với dáng vẻ đó, không ai ngờ bà là cao thủ công phu sư tử hống đã thoái ẩn, vốn nổi tiếng trên giang hồ dưới tên Tiểu Long Nữ. Vai diễn bao tô bà trong Tuyệt Đỉnh Cung Phu cũng giúp bà giành được nhiều giải thưởng cao quý của điện ảnh Hồng Kông như giải Kim Mã, Bách Hoa cho diễn viên nữ phụ xuất sắc nhất. 8. Diễn viên Nguyên Hoa. Trước khi được biết đến như một diễn viên phụ ấn tượng trong phim Châu Tinh Trì, Nguyên Hoa từng là một tên tuổi của làng điện ảnh xứ Cảng Thơm, với ông là một thành viên trong nhóm Thất Tiểu Phúc, cùng với những ngôi sao võ thuật như Hùng Kim Bảo, Thành Long, nhưng Nguyên Hoa lép vế hơn về ngoại hình và danh tiếng. Nguyên Hoa từng tham gia đóng thế cho Lý Tiểu Long trong hai bộ phim là Tinh Võ Môn và Long Tranh Hổ Đấu. Dù được Lý Tiểu Long khâm phục vì những động tác võ thuật đẹp và điêu luyện, nhưng mãi đến khi gặp được Châu Tinh Trì vào đầu thập niên 90, Nguyên Hoa mới thực sự đường đường chính chính xuất hiện trên màn ảnh. Ông thường đóng vai phản diện trong những bộ phim nổi tiếng của Châu Tinh Trì như Tình Thánh, Truyền Nhân Của Rồng và đỉnh cao phải kể đến Tuyệt Đỉnh Cung Phu. Vai phụ trong bộ phim kinh điển này giúp Nguyên Hoa chạm đến đỉnh cao của sự nghiệp với hàng loạt những giải thưởng điện ảnh danh giá. Cụ thể, Nguyên Hoa giành hai danh hiệu nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải Kim Tượng và Kim Tử Kinh của điện ảnh Hồng Kông. Ở tuổi xế chiều, sức khỏe ông suy yếu sau nhiều năm lăn xả trong các phim hành động, tài tử thường xuyên đau khắp người, đặc biệt là ở vai, cổ, đầu gối, cổ tay, cổ chân. Nguyên Hoa hiện sống cùng vợ tại Hồng Kông, trong khi hai con định cư nước ngoài, kết hôn hơn 30 năm, tài tử và vợ vẫn giữ được tình cảm như những ngày đầu. Họ thường xuyên được bắt gặp đi cùng nhau như hình với bóng, dành sự trân trọng mỗi khi nhắc đến đối phương trong các bài phỏng vấn. 9. Diễn viên Lâm Tử Thông. Sinh năm 1976, xuất thân là biên kịch của TVB, nhưng vì quá mê nét diễn hài của Châu Tinh Trì, nên Lâm Tử Thông đã quyết định buông bút, chuyển sang đóng phim. Sở hữu ngoại hình đặc biệt với cân nặng 120kg, anh thường xuyên đảm nhận những vai diễn mộc mạc, hiền lành, đáng yêu. Năm 2001, với vai Lục Sư Huynh có khả năng khinh công trong đội bóng Thiếu Lâm, hình ảnh mập tròn của anh trở nên quen thuộc với khán giả. Được biết, vai trò đầu tiên của Lâm Tử Thông trong phim Đội Bóng Thiếu Lâm là nhà biên kịch. May mắn là trong quá trình xây dựng kịch bản, Châu Tinh Trì bỗng phát hiện ra Lâm Tử Thông rất hợp với vai Lục Sư Đệ. Chính vì thế, ông đã ngỏ lời mời với nam diễn viên sinh năm 1976. Nhận được lời mời bất ngờ từ Tinh gia, Lâm Tử Thông miệt mài học hỏi, trau dồi khả năng diễn xuất, nét diễn đáng yêu của anh trong Đội Bóng Thiếu Lâm nhận được nhiều cảm tình từ khán giả. Sau này, anh tiếp tục hợp tác với Tinh gia trong nhiều tác phẩm như Tuyệt Đỉnh Cung Phu, Siêu Khuyển Thần Không. Không chỉ là một cộng sự ăn ý, một bạn diễn hợp cả với Châu Tinh Trì, Lâm Tử Thông còn là một người bạn thân thiết ngoài đời với Tinh gia. Trong khi rất nhiều người cũ đều lên tiếng chỉ trích cô hài xấu tính, bạc bão, thì duy nhất chàng béo họ Lâm đứng ra bên vực ông. 10. Cố diễn viên Lỗ Phân. Diễn viên Lỗ Phân tên thật là Trương Vĩ Phân. Sự nghiệp diễn xuất của bà khởi đầu bằng nghề ca hát,
trong các chương trình tạp kỹ của đài ATV Hồng Kông. Đến năm 1987, bà bắt đầu tham gia vào phim ảnh. Sự nghiệp của Lỗ Phân chỉ toàn đóng vai nhỏ, mỗi phim vài cảnh, thậm chí không có một câu thoại nào. Đông đảo khán giả Hồng Kông đều nhớ đến nữ diễn viên với vai tú bà trong Quan Sầm Lốc Cốc hay vai Đại Mạch Sa trong phim Chuyên Gia Xảo Quyệt. Với bộ dạng béo ú và khuôn mặt có phần đanh đá, bà thường xuyên đảm nhận những vai dữ dằn và để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Nữ diễn viên Lỗ Phân mất ngày 6 tháng 2 năm 2017 vì bệnh viêm bì cơ. Từ khi biết mình bị bệnh, bà dũng cảm đối mặt với bệnh tật, giữ thái độ lạc quan. Tuy nhiên, trong dịp Tết Đinh Dậu, bệnh tình trở nặng, bà thường xuyên cảm thấy khó thở và nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, rồi mất sau đó không lâu. 11. Diễn viên Bát Lưỡng Kim. Sinh năm 1954, Bát Lưỡng Kim tên thật là Diệp Cảnh Sinh, gia nhập làng giải trí từ đầu thập niên 1990 và gây ấn tượng khó quên bởi gương mặt kém sắc, thô kệch, chiều cao khiêm tốn và mái đầu nấm thương hiệu. Dù ngoại hình bị nhiều người nhận xét là không phù hợp để gia nhập showbiz, nam diễn viên vẫn nỗ lực học diễn xuất, tìm kiếm cơ hội được xuất hiện trên màn ảnh. Ông được yêu thích nhờ đóng vai phụ trong các bộ phim của Châu Tinh Trì như Thực Thần, Trạng Sư Xảo Quyệt Trần Mộng Cát, Vua Hài Kịch, Vua Biệp 2000. Dẫu không có nhiều đất diễn, song nhiều ngoại hình khác biệt cùng lối tấu hài mang đậm chất riêng, Bát Lưỡng Kim vẫn được đông đảo khán giả nhớ đến. Ông được mệnh danh là diễn viên xấu nhất Hồng Kông. Bản thân nam nghệ sĩ cũng nhiều lần bày tỏ niềm tự hào trước vẻ ngoài xấu lạ của mình. 12. Diễn viên Hà Văn Huy. Mặc dù chỉ xuất hiện hơn 1 phút trong hai bộ phim Đội Bóng Thiếu Lâm và Tuyệt Đỉnh Công Phu, nhưng hình ảnh của Hà Văn Huy nhanh chóng được ghi lại trong ký ức của khán giả. Chàng diễn viên tài năng sinh năm 1981 này gần như không cần phải diễn, chỉ cần nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của anh là người xem đã bật cười. Hiện tại, Hà Văn Huy đang là giảng viên triết học của một đại học tại Hồng Kông. 13. Diễn viên Trần Khải Sư. Từng loay hoay nhiều năm không tìm được cơ hội tỏa sáng, mỹ nữ xấu lạ Trần Khải Sư đã kịp có một vai phụ đỉnh cao, để lại ấn tượng đặc sắc trong phim của Châu Tinh Trì. Đó chính là vai diễn A Chân trong Tuyệt Đỉnh Cung Phu, chỉ bằng 3 câu thoại cùng tạo hình xấu lạ, nữ diễn viên mang lại nhiều khoảnh khắc hài hước cho khán giả. Trần Khải Sư từng chia sẻ mình đã chinh phục vua hài Hồng Kông ở sự tự tin và một ngoại hình lạ với hàm răng hô đặc trưng. Sau thành công của Tuyệt Đỉnh Cung Phu, nữ diễn viên tham gia thêm một số phim điện ảnh nữa, nhưng sau đó rút lui hoàn toàn khỏi showbiz và thân thế thật của cô đến nay vẫn khá bí ẩn với khán giả. 14. Diễn viên Huỳnh Nhất Sơn. Các bộ phim hài cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 của Châu Tinh Trì là bệ phóng cho hàng loạt nam diễn viên hài Hồng Kông, trong đó có Huỳnh Nhất Sơn. Huỳnh Nhất Sơn tên thật là Huỳnh Chí Cương. Sáng người nhỏ nhắn và gương mặt hài hước khiến ông thường xuất hiện trong phim Châu Tinh Trì với vai diễn người bạn của nhân vật chính. Tuy được biết đến nhiều với vai trò diễn hài, nhưng Huỳnh Nhất Sơn thực ra là người học cao biết rộng. Ông bắt đầu với vị trí biên kịch cho các chương trình hài tạp kỹ của đài TVB, sau đó dần dà tự xuất hiện trong chương trình do mình viết. Nhờ vậy ông được tinh gia để ý và mời hợp tác trong các phim như Trường Học Uy Long, Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương, Tình Thánh, Vua Phá Hoại. Hai người hợp tác trong tất cả 7 bộ phim và có mối quan hệ khá thân thiết. Trong một cuộc phỏng vấn, Huỳnh Nhất Sơn từng tâm sự Châu Tinh Trì là người thường hay mắng chửi diễn viên rất nặng nề, khiến nhiều người cảm thấy mất lòng. Thế nhưng Huỳnh Nhất Sơn lại không nằm trong số đó. Trên đây là danh sách những diễn viên phụ ấn tượng nhất trong các bộ phim của Châu Tinh Trì. Bạn ấn tượng với nhân vật nào nhất trong số các diễn viên phụ phim Châu Tinh Trì? Đừng quên để lại một bình luận cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.